Trong lúc đang lấy cát, xà lan mang biển kiểm soát BL2186 do thuyền trưởng Hồ Văn Đáng, sinh năm 1983, ngụ tại Trà Vinh điều khiển không kiểm soát được số lượng cát trong xà lan quá đầy nên đã bị lật chìm. Không dừng ở đó, xà lan còn kéo chiếc sáng cặp cát mang biển số SG3664 do Lê Minh Toàn, sinh năm 1984, ngụ tại Long An đang điều khiển lật nhào và chìm ngay sau đó. Rất may vụ tai nạn không gây chết người, nhưng thiệt hại tài sản ước tính trên 200 triệu đồng.